Thế Sơn Tôi Ta xin chào các bạn đã quay trở lại với video của kênh. Hôm nay, Thế Sơn Tôi Ta sẽ giới thiệu với các bạn về mẫu Toyota Rush 2021 có thêm nhiều tiện nghi, người dùng nhận 10 ưu đãi. Chúng ta cùng theo dõi nhé! Mẫu SUV 7 chỗ Toyota Rush được nâng cấp với hệ thống màn hình giải trí cảm ứng 7 inch. Đồng thời, khách mua xe sẽ được tặng bảo hiểm vật chất chính hãng Toyota và các gói hỗ trợ tài chính khác. Thêm tiện nghi, tặng ưu đãi. Trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm 600 triệu đồng, thì mẫu Toyota Rush là mẫu xe nhận được sự quan tâm lớn của người dùng khi sở hữu thiết kế khỏe khoắn, vận hành vượt trội với hệ dẫn động cầu sau. Trong phiên bản 2021, hãng xe Nhật Bản còn mang đến nâng cấp về tiện nghi. Cụ thể, hệ thống giải trí trên chiếc Toyota Rush mới dùng màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối với smartphone. Như vậy mà các thao tác của người dùng với xe trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết, cũng như các tương tác thông minh và liên mạch với điện thoại của người dùng. Toyota Rush có mức giá là 634 triệu đồng với phiên bản duy nhất 1.5 AT. Đặc biệt, khi mua xe từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thanh toán đầy đủ, thì khách hàng sẽ nhận được ưu đãi gói bảo hiểm vật chất 1 năm chính hãng của Toyota, gói bảo hiểm vàng trị giá lên đến 8,7 triệu đồng. Với gói bảo hiểm Toyota, khách hàng sẽ được sửa chữa, thay thế phụ tùng chính hãng tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc. Dịch vụ này được cung cấp bởi 4 công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, giúp cho khách hàng luôn an tâm trong quá trình sử dụng. Như vậy, người mua xe Rush trong giai đoạn này có thể tiết kiệm đến gần 9 triệu đồng. Việc sở hữu Toyota Rush còn trở nên dễ dàng hơn khi công ty tài chính Toyota Việt Nam GFSVN đã tung ra gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn mang tên Balloon. Với gói vay này, khách hàng mua xe Rush chỉ cần trả trước 126,8 triệu đồng và trả góp trung bình chỉ 6,8 triệu đồng một tháng. Hơn nữa, khách hàng được hỗ trợ đổi xe trade-in hấp dẫn. Toyota Rush xe cho gia đình Việt. Toyota Rush tổng hòa nhiều yếu tố mà khách hàng Việt cần ở một chiếc xe 7 chỗ đa dụng trong phân khúc. Đây là chiếc xe hiếm hoi mang gen của SUV thực thụ khi sở hữu thiết kế khung built-in leather frame giúp cho cân bằng lợi thế về trọng lượng nhẹ của khung xe liền và bộ cứng vững, chịu lực vặn xoắn tốt của khung xe rời. Với khoảng sáng gầm 220mm và bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5,2m, Toyota Rush có thể dễ dàng vượt qua các địa hình phức tạp hay đơn giản là leo lề, tình huống không hiếm khi lưu thông ở đô thị. Hơn nữa, đây là mẫu xe hiếm hoi trong tầm 600 triệu đồng ở Việt Nam, sở hữu hệ dẫn động cầu sau RWD, mang lại khả năng chịu tải cao, phát huy rõ nét nhất khi chạy full tải. Thiết kế hướng đến người dùng, Rush được Toyota trang bị điều hòa tự động hai dàn lạnh, giúp tất cả 7 vị trí trên xe đều thoải mái. Hành khách có thể để đồ với 13 hốc tiện lợi, sạc các thiết bị điện tử dễ dàng thông qua cổng tẩu trên cả hai hàng ghế sau. Đi cùng với màn hình cảm ứng 7 inch mới là hệ thống 8 loa mang đến trải nghiệm giải trí sống động. Toyota Rush là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất 5 sao Asian NCAP. Rush sở hữu hàng loạt tính năng an toàn hiện đại, bao gồm 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, ổn định thân xe điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, đèn báo phanh khẩn cấp EBS, camera lùi và cảm biến lùi. Với chính sách ưu đãi mới, Toyota Rush trở thành lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng khi chọn mua mẫu xe SUV 7 chỗ tầm giá 600 triệu đồng. Người dùng dễ dàng sở hữu mẫu xe chất lượng từ Toyota nhờ gói vay ưu đãi, yên tâm sử dụng khi được tặng bảo hiểm thân vỏ, đồng thời tận hưởng những tiện nghi mới trên chiếc Toyota Rush phiên bản 2021. Vừa rồi là một số thông tin mà Thế Sơn Toyota muốn chuyển tới với quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe và bật chuông thông báo cho kênh để theo dõi thêm nhiều video mới trong thời gian tới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.
Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không, hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.